Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Từ 22 đến 28 tuổi, 1940-1946. Chương 4: Du hóa cùng ở chùa. Giấc mộng kỳ diệu. Trong thời gian thủ mộ, nhiều người bị bệnh đã tới chỗ hòa thượng cầu cứu. Họ nghe qua những đức hạnh của hòa thượng mà đến quy y, tức đều được toại nguyện. Dù tín chúng đến rất đông, nhưng hòa thượng không cảm thấy phiền hà. Lúc mãn kỳ thủ hiếu, hòa thượng ẩn cư nơi động Di Đà, phía đông của khu núi. Núi này là chi nhánh của rặng núi Trường Bạch. Rừng rậm sầm quất, chim muông mãnh thú rất nhiều, không giấu chân người. Khi đó, hòa thượng đói ăn rau dại, khát uống nước suối. Thỉnh thoảng, ngài xuống núi mua nhang dầu, đèn cầy, vân vân. Có một hôm, lúc hòa thượng xuống núi, đi ngang qua trấn Lạp Lâm, thôn Bối Ấm Hà, đến nhà quan Trung Hỷ. Cháu của quan Trung Hỷ là quan Chim Hải, vừa mới gặp hòa thượng. Anh ta rất đổi kinh ngạc, vì anh ta vừa mới mộng thấy hòa thượng hồi tối hôm qua. Hòa thượng kể, lúc đó quan Chim Hải khoảng 21-22 tuổi. Một hôm, Chim Hải nằm mộng thấy tôi đến nhà anh ta, ngồi trên khán. Anh ta và ông chú bèn quỳ trước mặt tôi, thỉnh tôi dạy họ cách tu hành. Tôi nói, anh không thể cầu đạo, cũng không thể tu đạo, vì anh đang mang một miếng da oan nghiệt trên người của anh. Da oan nghiệt, nghiệt bì, tức là nghiệp tội. Trong mộng, anh ta tiếp tục cầu khẩn. Tôi mới lột từ đỉnh đầu anh ra một tấm da, rồi quăng xuống đất. Thì ra là một lớp da heo. Tôi nói, tôi đã lột ra được tấm da nghiệp của anh. Vậy bây giờ anh có thể tu đạo rồi đó. Anh ta hỏi, tại sao trên thân tôi có lớp da heo vậy? Tôi nói, vì anh cứ mãi ăn thịt heo, nên mới có tấm da heo trên thân anh. Anh ta nghe xong sợ hãi nói, làm con heo dơ bẩn đâu có lợi ích gì. Và rồi anh ta tỉnh giấc. Lạ thay, ngày hôm sau tôi đến nhà anh ta. Anh ta hỏi ông chú có quen biết thầy này không? Ông chú đáp, biết chứ, lúc thầy chưa thủ hiếu, chú và thầy đã quen nhau rồi. Người cháu nói với chú rằng, hôm qua con nằm mộng thấy thầy này đến nhà mình, hôm nay thật là thầy đã đến. Ông chú đáp, thật vậy sao? Con nằm mơ thấy gì? Anh ta bèn kể cho ông chú là anh ta quỳ trước mặt tôi cầu đạo và tôi đã lột ra một miếng da heo trên thân anh. Chú anh ta nghe xong nói, ồ, vậy là thầy có đức lắm đấy. Nay thầy lại ban phước đức đến nhà chúng ta rồi. Chúng ta nên cầu đạo với thầy đi. Hai người bèn đến phòng của tôi. Họ đóng cửa lại và quỳ xuống cầu đạo, muốn tôn bái tôi làm sư phụ. Lúc đó tôi mới 23-24 tuổi. Tôi nói, tôi không thể làm sư phụ được vì tôi chẳng có đạo hạnh gì. Hơn nữa, tôi hiện cũng đang tìm đạo đây. Ông ta bảo, chúng con biết thầy là người tu đạo nên nhất định bái thầy làm sư phụ. Tôi nói, các người đừng gấp, nếu các người muốn tìm sư phụ, để tôi giới thiệu cho vài vị thiện tri thức. Rồi các người thấy vị thiện tri thức nào có đức thì theo vị đó mà cầu đạo. Do đó, tôi dẫn hai người đến gặp hòa thượng Thường Nhân và nhiều bậc cao tăng khác. Thế là họ đi khắp nơi tầm đạo được 2 năm, nhưng cả hai đều không vừa ý vị thầy nào hết. Đi đến đâu, họ cũng không muốn quy y, cũng không chịu bái ai làm sư phụ, mà từ chú đến cháu nhất định muốn tôn bái tôi làm sư phụ của họ. Hỏi, vì sao có nhiều người trước khi gặp hòa thượng họ đã mộng thấy hòa thượng rồi? Phải chăng họ đã có duyên với hòa thượng từ kiếp trước? Hay là hòa thượng phóng hào quang khiến cho họ mộng thấy hòa thượng? Đáp, tôi không có nhiều hào quang và cũng không có nhiều xăng dầu để phóng quang như vậy. Đó đều là tiền nhân hậu quả. Vì có nhân duyên thâm sâu nên mới nhớ đến nhau và các duyên xưa kia mới hiện ra. Có nhiều người gặp tôi rất vui mừng, nhất là các em bé. Tôi dạy các em làm gì chúng nó đều làm theo. Lúc ở Đông Bắc, có một số thanh niên không ai dạy họ cúi đầu lại Phật
nhưng khi gặp tôi, họ cũng biết cúi đầu và lễ Phật. Có người gặp tôi lại khóc, có người gặp tôi rất mừng rỡ. Tôi hỏi họ tại sao họ khóc. Họ nói họ có cảm giác như họ và tôi thất lạc lâu ngày, ở ngoài chịu nhiều uất ức, nay gặp tôi họ giống như được về bên cha mẹ, nên xúc động không cầm được nước mắt. Rồi khóc một hồi để xả bỏ bao nỗi ấm ức trong lòng. Ở đây có rất nhiều tình cảnh không giống nhau, nhưng tôi cũng không muốn nói cho quý vị nghe, vì nếu quý vị biết được, quý vị cũng sẽ khóc thôi. Hỏi: Hòa Thượng vừa nói về nhân duyên, có người mới thấy Hòa Thượng mà dường như đã gặp qua Hòa Thượng rồi, việc này có phải là do nhân duyên tiền kiếp không? Hòa Thượng: Cũng tựa như vậy, nhưng ai nào biết là phải hay không phải vậy. Ha ha ha, 问什么的说呵